Ừ, con này. Ông bị Quảng Ngãi rồi. Nó Quảng Ngãi ăn ngon bằng nào ní không? Nó Quảng Ngãi là nước hình mặn chát hơn. Dạ, họ thích bún nước mặn hơn. Tại vì trong đó họ bún nước mặn quen là ăn nên hắn cứ mặn mặn để do tại vì của hắn của biển mà. Họ thích bún nước mặn luôn. Ngon, ngon hả? Béo ha. Mua cánh mặn. Rau tươi là từ đâu mà đâu đó phơi à? Hay gì? Không, rau tươi, hắn cũng rau đi đây. Bò nướng cái lan ra, thế là tươi. Bò nướng cái lan nấu cái lan ăn ra tươi thôi. Cái này ở Sài Gòn có bán. Nhưng mà bán kiểu bằng kiểu Hàn Quốc. Cái nước Hàn Quốc đấy. À, hắn nấu với đậu hù á. Cái nước Hàn Quốc đấy. Mà đậu hù nón kìa. Thế mà đậu hù ngoài chợ biết không nào? Cái nước bên nước ngoài hay nổ nổ ha. Cái nước Hàn Quốc chiến đi ăn. Chỉ là xinh nhất vì chỉ là cái đồ của bọn Hàn Quốc ăn là hắn không phải là cái rau tự nhiên ý. Rau nuôi. Rau miếng đi qua bên trong đó. Bọn đây đi Hàn Quốc cũng là toàn trong lâu nữa.